đều đều là AX360 hết ha, đúng không? Nhưng mà một cái xịn nè, như cái vỏ mình lắc nè ha, hay cái vỏ mới lên kìm không, còn cái xịn mình lắc á, kìm nó không có lên ha, cái xịn mình lắc kìm nó rất là đầm. Ngày hôm nay mình xin giới thiệu các bạn là những loại đồng hồ kim mà bên mình đang bán ha. Thì ở đây có 5 loại thôi, tuy nhiên nó đầy đủ các mức giá cho các bạn từ rẻ cho đến cao, từ cơ bản cho đến nâng cao. Thì những trong những cái đồng hồ kim ở đây thì cái quan trọng nhất các bạn chú ý chiếm 80% chất lượng của một chiếc đồng hồ kim đó, đó chính là cái bộ kim các bạn nha. Cái bộ kim này nè, bạn thấy nè đó, thấy sự khác biệt giữa hai bộ kim chưa, khi mình lắc nè đó. Cái đồng hồ giá rẻ nè thì nó sẽ kim nó dao động rất là nhiều, phải không? Mình lắc cái nó đi rất là xa luôn đó, thấy không? Đó, thấy không? Đi rất là xa luôn. Còn đồng hồ xịn nè, mình lắc nè, nó ít xịu à, nó đi rất là ít đó, thấy không? Còn đồng hồ mình rẻ là mình lắc nè, đi rất là xa đó. Bởi vậy khi đồng hồ kim các bạn chú ý lại, các bạn chú ý coi về cái bộ kim, chứ nó không quan trọng về chức năng đâu. Quan chức năng này cũng hơi quan trọng, nhưng mà nó chỉ một phần ít thôi. 80% đồng hồ đầu kim nó quan trọng ở cái bộ kim nha các bạn ha. Giá 110.000 có đồng hồ kim IX360TRLB. Đồng hồ này là có đo thông mạch nè, có chuông nè, đo nhân một, có đèn nè, đo cái thang đầy đủ từ DCV, ACV đầy đủ các bạn luôn. Về phù hợp những bạn nào mới tập đo, học sinh, sinh viên ở nhà đo chơi thì cái này rất hợp lý, giá chỉ có 110 à. Pin đầy đủ, dây đo đầy đủ ha. Cao hơn một tí thì các anh em thợ mà có thể dùng được như là KH965. Đồ hồ này cũng mua Trung Quốc nhưng mà nó tốt hơn cái kia, giá nó thì 180 thôi, tốt hơn, giá gấp hơn thêm 70.000, vậy sẽ được đồng hồ tốt hơn, cầm trên tay nó sẽ chắc chắn hơn nè, nó sẽ đầy đủ hơn, dày dặn hơn. Và có cái thang data này là để test bóng hồng ngoại ở trong cái điều khiển tivi đồ á. Còn lại những thang khác nè, đo thông mạch thì cũng có chuông ha, có chuông chứ không có đèn nha. Cái đèn này á, là của thang data chứ không phải thang thông mạch. Vì vậy khi các bạn đo thông mạch ở đây á, thì chỉ có chuông thôi chứ không có đèn đâu ha. ACV, DCV đầy đủ ha, nói chung là chức năng đầy đủ. Giá 180, tốt hơn cái 110 nha, tốt hơn bạn dùng, các bạn biết cầm trên tay là biết ngay ha. Ok, là của Trung Quốc nữa nhưng mà giá nó cao hơn, 370. Thì nhà mình có cái MF47L đầy đủ chức năng cho các bạn, thì có thêm cái hộp đựng bằng nhựa như này nữa, các bạn có thể đem đi như là cái túi đó, rất là xịn, có thể bỏ được cái mỏ hàng vô đây luôn á. Thì các bạn thấy nè, đồng hồ này khá là tốt, đo ICV, DCV đầy đủ nè, các bạn chú ý có thể đo lên tới là 2500V rồi nha, khi bạn gắn que đỏ vô đây là đo input được tới 2500V lần đó. Rồi các bạn có thể đo LED nè, đo LED thì DC10V, các bạn hãy kiểm tra bóng LED tới là 10V nhé. Có thang IR data để test bóng hồng ngoại nè, thang X100K, đây là thang thông mạch có chuông nè, chuông là đầy đủ thang đo cho chúng ta hết, nhưng mà nó là của Trung Quốc nên cái độ kim nó hay không thì nó cũng khá là giật chứ không phải là đầm nha. Trung Quốc là gì các bạn, nó làm rất là nhiều chức năng rất là hay, nhưng mà cái chất lượng kim đó thì mình thấy vẫn không ổn bằng đồng hồ Nhật với Đài Loan, vì giá cũng rẻ hơn nữa nên cái chất lượng nó cũng không bằng được ha. Rồi, ok, đây là đồng hồ của MF47L xuất xứ từ Trung Quốc. 500.000 mình có Rokit MT2017N, đồng hồ này thì của Đài Loan, nó có một cái vỏ nhựa ốp bên ngoài như này nè, đây thấy này là vỏ nhựa dẻo nè, thì nó sẽ rất là đầm, nó là im rớt chắc cũng không sao đâu, tại vì này có cái vỏ nhựa dẻo. Về bộ kim đó thì mình thấy nè, tốt hơn so với Trung Quốc rất là nhiều ha. Mình lắc nè, đó, lên thì một ít thôi, nó không lên nhiều như cái Trung Quốc. Trung Quốc mình lắc cái lên nó trên đây luôn nè, tới số đây luôn nè, gần phân nửa luôn á. Còn này mình lắc nó chỉ lên chút xíu à, đó. Thấy chưa? Thì nó đầy đủ ACV, DCV, đo pin nè, kiểm tra pin nè, đo điện, đo thông mạch coi, đo nhân 1 tới nhân 10K. Nun DCV có cộng chữ 5 cộng chữ 25 đó. Nun là gì, là khi chúng ta dặn qua đây nè đó, thì nó sẽ về giữa, mình chỉnh này về giữa nè đó. Như vậy các bạn có thể đo cộng trừ được, là hãy đo kim quay ngược về đây hoặc là kim đi lên. Nếu bạn đo ngược cực thì sẽ đi ngược xuống, đúng cực sẽ đi ngược lên đó, thì chức năng nun là vậy. Ok, hồ này là đến từ Đài Loan, cũng khá là đã đậm tay á, mình dùng cái này cũng khá là ok các bạn ha, thợ xài thoải mái.
Tiếp theo là cái đồng hồ đến từ Nhật Bản các bạn ha. Sanwa X360 TRF, lắc cho bạn coi nè. Đó, lên rất là ít, không xuống luôn, nó không xuống luôn bạn, nó chỉ tới đây thôi, nó ngừng à. Lên thì lên được xíu mà xuống thì nó không xuống luôn, thấy không? Đó, nó rất là chậm rãi, rất là chắc chắn. Đồng hồ này thì sẽ có que đo tích hợp sẵn trong máy như thế này, và đây là cái đầu của nó, mã đồng. Đầu này đồng các bạn, đây nó để là mạ vàng, mình không tin đâu, chắc là mạ đồng thôi chứ không tới đến độ mạ vàng đâu. Nó rất là bóng ha, đo rất là chuẩn xác. Còn một dây đo là tích hợp vô máy luôn nên nó không có bị kiểu thay dây đo rồi thay nhầm mấy dây lõ, mấy dây dởm vô thì nó sẽ đo không chính xác. Về chức năng thì cũng đầy đủ chức năng thôi, tuy nhiên thì hàng điện trở thì nó chỉ có tới là nhân 1K thôi. Nhân 1K với nhân 100K, nó không có than nhân 10K. Đó, ACV thì 750V, DCV thì 1000V. Nó hoàn thiện rất là tốt các bạn ha. Rồi bảo hành tới 1 năm lận nha. Bảo hành tới 1 năm lận, xanh hoài của Nhật Bản 1 năm. Rồi ok. Bạn thấy nè, hai cái này đều là nó giống nhau nhưng mà một cái nhái như cái thiệt các bạn ha. Cái bên trái này là nhái nè. Samwise ha, không phải Samwise là Samwise, còn bên đây là Samwise với chính hãng nè, còn Samwise này là nhái thôi. Đây đều là IX360 hết ha, đúng không? Nhưng mà một cái xịn nè, như cái vỏ mình lắc nè. À, hay cái vỏ mới lên kìm không? Kìm nó đi cũng chừng muốn xa lắm, còn cái xịn mình lắc á, kìm nó không có lên. À, cái xịn mình lắc kìm nó rất là đầm. Còn cái vỏ lắc á, kìm nó đi rất là loạn xạ. Đó. Rồi, video mình tới đây kết thúc. Bạn nào cần hay liên hệ số điện thoại trên đây của mình để mua dây đo với pin đầy đủ trong máy, bạn cứ yên tâm về việc dùng thôi. Chào các bạn ha.